Không có mắc mớ gì, ta hát hay không cho ta hát hết trơn á. Nhưng mà bên đây người ta kiếm chồng không có thích được hát hay hơn người ta. Mắc mớ gì, kiếm chồng là kiếm chồng, hát hay là hát hay, hai cái khác nhau. Hát hay là người ta sao? Ôi, nó khó chịu nè, cô ế là vậy đó. Ok, người ta. Ủa, anh lấy vợ hay là anh này lấy vợ? Tôi không biết, sao là tôi không gả ông em đây cho bên đó. Ông làm như tôi chịu gả vậy trời ơi. Chào em. Em chào chị. Em tên là gì? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Kiều Hồng Vàng. Wow, cái tên thật là ấn tượng và đặc biệt phải không các bạn? Vàng Minh năm nay bao nhiêu tuổi và đang làm công việc gì? Dạ, em năm nay 23 tuổi, em làm tóc. À, mình đi làm cho người ta hay là mình kinh doanh? Dạ, em làm cho sư phụ của em. Rồi. Em ơi, cho anh hỏi lại, hầm vàng hay là hồng vàng? Dạ, màu hồng vàng. Màu hồng, màu vàng. Hồng, hồng mà màu vàng nữa, tức là hai màu đúng không em? Rồi, chúng ta sẽ gặp chàng trai. Xin mời. Bên đây hồng, hồng vàng, bên đây không biết màu gì đây. Các bạn. Rồi, mời bạn ơi. Bạn tên gì? Em tên là Tuấn, 32 tuổi. Em làm nghề gì? Dạ, công việc của em là bên nhân viên cây xanh. Cụ thể là em đi chăm sóc cây xanh, tưới nước, rồi cắt tỉa. Hay à, cái nghề này hay đó nha. Dạ. Vàng ơi, trời, chị kêu Vàng ơi, chị thấy năm nay chắc chị giàu quá Vàng ơi. Trước giờ em đã có mấy bao nhiêu mối tình rồi? Em có một mối tình mà hồi đó còn em đi còn đi học lớp 12. Cũng có mấy tháng rồi chị, tại chị đi tập thể dục rồi hai đứa nói chuyện qua lại cái quen nhau, có bố em biết luôn. À, sau đó em đi lên thành phố rồi do không hợp nên xa địa lý á chị, với lại không thích nữa nên em... Từ xưa giờ là một mối tình đó thôi đó hả? Còn mình đi, bạn có mấy mối tình rồi? Dạ, em thì được hai mối tình. À, cái mối tình đầu tiên của em là nó học trò thôi anh. Học đi học xong yêu nhau đúng không? Dạ, em muốn nói tới mối tình gần đây của em á, là mối tình ở qua mạng. Qua mạng ha? Dạ. Lâu không? Mối tình đó lâu không? Nè, mối tình đó thì xảy ra chỉ dọn dẹn trong 3 tháng thôi. Ủa em, mình chat với nhau, mình yêu nhau trên mạng luôn hả? Mình chat nhau chỉ là cái phương tiện để mà mình gặp gỡ và tìm hiểu thôi. Rồi sau đó thì em và cô ấy nói chuyện với nhau và cảm thấy có nhiều điều giống như cái người mình mà đang chờ đợi vậy đó. Nó cảm giác rất là mạnh. Bây giờ bạn có thể tả một chút xíu cụ thể khi mới gặp nhau ở ngoài thì hai người như thế nào? Em nhớ như in trong trong đầu của em là lần đó là em và cô ấy hẹn nhau. Hôm đó nó có giống như ông trời, ổng có một cái sự sắp xếp sẵn vậy đó. Thì bữa đó em vừa đi đến điểm hẹn thì trời đã lất phất mưa. Thì lúc đó thì cô ấy đến đón em ở trong một cái trang phục rất là bình thường. Mà em nhìn cô ấy em cảm thấy là cô ấy chính là người mà em yêu, em chờ đợi. Cô ấy cảm thấy là ướt hết người đó. Em xong em làm gì để cô ấy khô? Em chỉ nói rằng là anh nhìn em như vậy anh cảm thấy anh thấy thương em quá. Rồi như vậy là khô rồi đó. Rồi cô ấy nói sao? Cô ấy cổ chỉ cười, cười rất là tươi với em. Rồi cuối cùng là tình yêu đẹp vậy tại sao là phải chia tay? Lý do nào mà mình chia tay? Em cũng đã đưa cô ấy về nhà để ra mắt gia đình. Nhưng mà rất là chỗ là gia đình cô ấy giống như là phải môn đăng mà hộ đối đó anh. Cái điều kiện em thì không bằng gia đình cô ấy. Ừ. Gia đình cô ấy cần một cái gì đó chắc chắn hơn. Tính cuối cùng thì cô ấy nói là phải chịu ý cho cha cô ấy. Tức là nghe lời gia đình cô ấy. Dạ, vậy là tình yêu cũng chưa đủ lớn rồi. Thế còn Vàng, từ xưa giờ bạn có quen ai ở trên mạng chưa? Dạ cũng chat mà làm bạn à, chứ em không có tin vào tình yêu trên mạng. Tại sao lại không tin? Mạng ảo lắm chị. Ảo gì, bên em ta yêu thiệt mà đâu ảo gì đâu. Đó, bên đó trời ơi, chắc 500 chắc được có 10 à. Biết đâu mình nằm trong số 10 đó thì sao? Em không có may mắn vậy. Thực tế thì Vàng muốn cái người bạn trai của mình là người như thế nào? Hài hước. Hài hước. Em không quan trọng chiều cao hay là ngoại hình. Em quan trọng nhất là có trái tim, tâm hồn. Nói chung là thân thiện với mọi người, thương mọi người. Không có xạo. Không có xạo, biết rồi, nãy giờ là không thích trên bàn bên đây biết. Không hề xạo một xíu nào hết á. Bạn trai không có để tóc dài được. Em không thích tóc dài. Em không thích đi mà kéo dép lê, em không thích. Đi kéo dép có gì đâu mà anh tức quá. Sao kéo thử thôi. Ta đi dép ta kéo có gì đâu mà phải không thích. Nghe chói tai. Không có lịch sự gì hết trơn á. Rồi sao, mắc mới gì tóc dài không thích? Em thích cắt gọn gàng lên. Nhìn tại sao em để tóc dài được mà em bắt bạn trai em được không để tóc dài? Nhìn nam tính. Nam tính. Trời ơi, vậy tiêu chuẩn người yêu của em như thế nào? Nếu giả sử đừng là người yêu em thì em sẽ, nếu cô ấy làm những gì mà cô ấy cảm thấy thích và điều đó là tốt cho cô ấy, em sẵn sàng để cho cô ấy làm. Em hỗ trợ, em ủng hộ hết mình. Chắc không? Dạ chắc. Rồi giờ cái điểm nào mà bạn không thích ở người bạn gái của mình? Ví dụ như là nói nhiều quá một cái vấn đề gì đó. Em có nói nhiều không? Em nói cực kỳ nhiều. Chết là xong rồi. Trời ơi, tóc gì mà để dài dữ vậy ông?
Thiệt hả chị? Rõ ràng chứ. Trời ơi, tôi nói chơi mà có thiệt vậy đó hả? Quay mặt qua đây coi coi, làm gì mà quay quay bên kia vậy? Xích qua đây, quay cái ghế qua. Dạ. Đó. Vậy thấy em sao ạ? Quá đẹp trai luôn. Cảm ơn chị. Chị đẹp gái. Trời ơi. Bởi tôi nói đời cho đi là sẽ được nhận lại mà. Nhưng mà về cắt tóc rồi lên gọn gàng nha không? Dạ, cái này chắc là để không còn tóc luôn á chị. Rồi giờ bạn đứng lên coi. Bạn đi thử vòng tôi coi coi. Dở dép lên. Trời ơi, đó. Để nghe kia không? Đi mà lết lết là cũng chia tay. Nhưng mà nó nghe nè. Dạ. Bữa nay mình đi tới mình đi cua gái thì sao không mang giày mang dép vậy? Dạ. Nó vậy gần gũi hơn. Phải, em sợ thường thường cái người mà thích mang dép vậy là đi là mang khi nào dép nó cũng lê dọc đường nè. Em nghĩ rằng là đàn ông thì cũng không nên đi lê dép, nếu mà em thấy anh lê em sẽ chỉnh. Hồi nãy tôi mới chỉnh chứ không thôi là lê rồi. Thấy là không được, là vừa tóc dài mà vừa đi dép lê nữa là thiêu rồi. Hồi mai là khó chịu lắm. Gái tôi hỏi là bạn có đam mê âm nhạc không? Em thích nghe nhạc, em hát cực kỳ dở. Nhưng mà em thích hát. Vậy hả? Ôi, thích hát, hát thử một câu, hát thử một câu. Trời, tôi thích nghe mấy người nào mà hát dở mà thích hát lắm. Cái đó là nhược điểm của em đó chị. Hát hay mà hát là chuyện bình thường. Hát đi em, hát đi em. Nhược điểm của em là nửa đêm em hay dậy em hát lắm. Trời ơi. Rồi bây giờ em cứ coi như đây là nửa đêm đi. Mà em hát phải minh họa. Rồi em minh họa đi. Chị mời em. Kỳ vô vị, 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 kỳ vô vị. Thôi không phải thôi. Thôi thôi thôi. Dở quá không anh. Ủa, cái kỳ vô mỹ là ý nghĩa gì? Cái bài đó em không biết tiếng gì nữa mà em thấy nó hài hài. Em thích hài, hài hước mà. Thì hài đã già cũng cười chưa. Bạn bạn nam thích sao cưng? Em cũng rất là thích hát. Ờ bây giờ em đáp trả lại bạn gái một tí đi rồi em cũng. Dạ. Em thích bạn trai thích hát không bạn gái? Dạ cũng được, nhưng mà không được hát hay nghe em. Trời ơi. Tại vì hát hay nghe em dìm hàng em sao? Không, chị nghĩ không ai dìm nổi em. Em hát hay quá, hát thử coi. Hát thử cho dạ, bạn gái nghe dạ, coi. Ở bên này mình thương mình nhớ, ngó bên rèm ai vẫn làm ngơ. Trăng tròn trăng khuyết trăng mờ, bao giờ chim sáo hẹn hò làm duyên. Được à, được ạ. Được. Thôi rồi rồi, thôi rồi. Chết em rồi. Chết rồi, chết rồi, tiêu rồi, tiêu rồi. Chết em rồi. Em như cô gái mà như vậy là chết rồi. Nghe người ta nói gì không? Không có thích cái người hát hay hơn. Em hát, em có hát hay em phải cố tình em hát dở chứ, còn em hát hay kiểu đó là tiêu rồi. Không có mắc mớ gì ta hát hay không cho ta hát hết trơn á. Nhưng mà bên đây người ta kiếm chồng không có thích được hát hay hơn người ta. Mắc mớ gì kiếm chồng rồi kiếm chồng hát hay là hát hay hai cái khác nhau. Hát hay dìm hàng người ta. Ôi, nó khó chịu nè, cô ế là vậy đó. Ok người ta. Ủa anh lấy vợ hay là anh này lấy vợ? Tôi không biết sao là tôi không gả ông em đây cho bên đó. Ông làm như tôi chịu gả vậy trời ơi, mở màn lên cho hai người ta quyết định. Khó chịu. Hát gì đâu. Rồi mở màn lên. Thì hát hay. Sao bây giờ bạn bên đó hát hay hơn mình à? Em thấy thì sao? Trời ơi, hát hay là em không chịu rồi đó. Anh nói với em kiếm mà có ai mà hát dở nghe mình cùi vậy nè. Nhưng mà hát hay chỗ nào cũng được anh. Trước mặt em không được hát hay. Người ta hát dở nhưng mà người ta có độc chiêu. Anh làm được không? Nói chơi vui chơi nha, em có duyên lắm á. Hát lại lần nữa anh coi. Thôi ơi, nó hát. Thôi đừng có dìm hàng người ta. Xây mặt lại đi. Có 2 phút bắt đầu. À, anh thấy em có giống như trong hình tượng anh muốn tìm không? Em thể hiện nhiều cái khác lắm, nhưng mà có một điều là anh nghĩ rằng là em là người cũng có thống tình cảm, thì biết quan tâm người khác, đó là những điểm mà anh thấy rất là hợp. Và cái điểm đó là điểm trọng tâm của anh đó. Vậy hả? Ừ. Ôi trời, anh đi rồi. Càng ngày anh thấy em càng có duyên lắm á nha. Định bao lâu kết hôn? Thì nếu mà thấy rằng là đúng là người đó là người mẫu của mình, mà người ta cũng hiểu mình, ta đồng cảm, mình cũng đồng cảm người ta, thì sang năm là em bắt đầu tiến hành kết hôn. Chịu một năm nữa hả? Một năm hơi nhanh. Thì không, anh nói là cái của anh, nhưng mà anh đã tôn trọng em, anh tôn trọng bạn gái của anh, thì anh cũng phải xem cái hoàn cảnh của gái nữa, điều kiện của gái nữa. Nên muốn mấy đứa con? Dạ hai thôi chị à. Hai thôi hả? Dạ. Chịu không em? Hai được không? Dạ hai cũng được. Chứ xin nhiều quá tiện đâu nói. Nhưng mà anh cũng lo cho em á. Nếu em xin nhiều quá thì về vấn đề của em nó ấy, anh quán quan tâm cho em. Cái vấn đề của em nó ấy là gì? Vấn đề gì? Ví dụ như là cái nhan sắc của em, hoặc là rồi những cái mặt khác của em khi mà em tiếp xúc với bạn bè,
bị bận biểu thời gian, cuốn vô gia đình nhiều quá. Nhan sắc làm sao, nhan sắc là vậy sao? Em thấy rằng là nhan sắc của ấy rất là đẹp, đẹp trong mắt của em. Anh thấy em rồi đó, em đâu khác quá người luôn, quá khác người, bất thường. Anh thì không hãy để tâm cái vấn đề đó. Hỏi em có phát hiện ra một cái điều gì đáng nhớ cô gái này không? Có lẽ nhiều khi nhìn cô ấy em khóc quá, em nhớ. Khóc quá, khóc quá. Anh thấy cái nụ cười này rất là khó quên nha, đang cười lại. Đó, đừng có bình miệng. Đưa ra 1, 2, 3 cười nè. Hết cười rồi đó. Thấy nụ cười rất là có duyên ha. Dạ đúng. Rất là đáng nhớ. Anh nói em mới để ý anh là thấy vậy. Trời, đi tìm người yêu mà không nhớ gì chứ á. Để em cười trước mặt ảnh luôn mà ảnh không có, để ý. Có khi ra khỏi cái chỗ này rồi anh mới chấn tĩnh lại anh mới nhớ được. Dạ sao vậy? Dạ, em làm anh gì mà anh không chấn tĩnh nổi? Đôi khúc lúc có những cái mà mình không thể giải thích được em à. Nhiều khi cái điểm độc lạ của người phụ nữ của mình tiếp cận á, nó làm cho mình bị cảm giác như là nó ba hồn hay nó bay bổng. Ba hồn bay bổng hả? Bớ ba hồn chính nhí phải tập hợp vậy đây. Rồi thôi. Hết thời gian rồi. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Đây. Dạ, nút của em đâu anh Quyền Linh? Cái nút nè. Em muốn rào vô nút nào tùy em, kiếm nút đi. Thử em kiếm nút. Đúng rồi em. 1 2 3 Hết thời gian. Bây giờ cảm giác của anh thấy thế nào? Em lại cảm thấy gần cô ấy hơn nữa rồi, em run nữa. Đúng rồi, giờ đang đứng gần nè. Dạ. Sao run trời. Anh nói tay em nhé. Rồi nhìn thẳng với mắt cười, nhìn hai người nhìn thẳng với mắt nhau coi. Nhìn nhau cười, 1, 2, 3 cười. Rồi, chúc mừng hai bạn. Chúc hai bạn sẽ tìm thấy được hạnh phúc cho mình ha. Rồi, mời hai bạn xuống dưới đợi một chút xíu. Anh dễ dãi lắm, rất là chiều, ai chiều anh chết rồi em. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai để xem họ cảm nhận thế nào về những mối tình ảo thông qua mạng internet. Và bây giờ chúng ta xin mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Xin mời bạn. Rồi. Em chào chị Cát Tường. Ừ, chào bạn. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Chào các bạn khán giả ở dưới. Em tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em tên Thảo. Thảo. Dạ, năm nay em 29 tuổi. Thiệt 29 không á? Chứ chị nghĩ em nhiêu? 4 mấy hay là 20 mấy? Trời ơi, 29 gì mà giống như 19 vậy? Chị khen em nó hơi lố đó. Có nhiều người khen em cũng trẻ, khoảng 22 thì có, chứ mười mấy thì nó hơi lố. Thấy em cũng hơi lố rồi đó. Mà hiện giờ Thảo đang làm việc ở đâu? Dạ em đang làm việc ở công ty B&G. Công ty B&G. Mình làm cái nhiệm vụ công việc gì? Dạ em làm nhân viên phòng thí nghiệm. Chị mà chị biết B&G là công ty gì không? Bột giặt. Dạ em sợ anh lộn qua Dằn Bạc Phú Nhuận, em phải nhắc trước á. Dạ. Em mà nói đố này mà em đố gặp cái anh Quyền Linh là em thua rồi. Dạ. Linh cái gì anh cũng rành hết trơn á, anh giỏi lắm. Dạ không, em cũng biết chị, em coi chương trình nhiều em thấy anh cũng tám dữ. Rồi mời bạn nam lên đi anh. Lên thứ nhất là chặt chém bên kia xong quay qua tôi nữa ha. Nhớ đi nha. Rồi xin mời bạn trai. Có tôi đây. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Cùng quý vị khán giả, lời đầu tiên gửi chương trình chúc sức khỏe đến mọi người và mong đầu năm cuối năm gặp may, gia đình luôn hạnh phúc sum vầy. Hơi bị khớp đúng không? Dạ hơi bị rung. Bạn tên là gì? Dạ em tên Duyên. Em nay 30 tuổi. Tên Duyên hả? Dạ. Tên giống gái mà. À, tên giống gái làm nghề gì bạn? Dạ em làm bên thiết kế thi công hệ thống điện của tắc là đun dây điện. Tại sao thấy bạn lại đẹp trai thế này cũng phong độ này mà chưa có bạn gái? Tại vì là lý do em ế là một xu thế của quốc tế. Ế là một lợi thế để mình bàn mưu tính kế, xây dựng tình thế để khống chế tình yêu. Trời ơi trời. Rồi chúc mừng em. Em đã gặp được đối thủ. Bây giờ em ngon em chặt chém cái anh ngồi bên kia màn kìa. Chứ em đừng có chặt chém MC nha. Dạ dạ. Rồi bây giờ chị em. Anh ơi, em nghe anh nói nguyên một cái câu đó, em cảm thấy em cũng lo ngại cho bản thân quá. Tại em không thấy cái gì là tình cảm thiệt là tình của anh tìm người tử tế chẳng hạn. Chứ giờ anh đi mưu tính kế chắc em chết quá. Không sao đâu em, anh dễ dãi lắm, thích là chiều, ai khiều anh chết rồi em. Nãy giờ anh nói xong là em cứ nghe chữ kế là thấy em rung lại bẫy rồi. Vậy á hả? Hiện tại giờ anh đang dùng nam nhân kế nè em. Anh thi triển danh Quyền Linh hả? Chứ em chưa thấy được cái nhan sắc của anh giờ sao ta? Cái nhan sắc của anh là gọi là chim sa cá lặng em ơi. Ông ấy hai đứa thò đầu qua coi mặt nhau luôn đi. Anh ơi,
Anh nói câu đó mà khán giả cười quá trời luôn. Em nghĩ chắc nghiêng thùng đổ nước rồi. Nói thôi chứ anh thông báo em bên đây rung lắm. Tay chân quý quá trời là ngồi nè. Nó ngồi bật nút ra luôn nè. Tôi nghe vô là làm thơ em quá anh mà. Ờ đó vậy bạn yêu bao nhiêu người rồi bạn? Dạ hai người. Hai người, hai dạ. Người đó là... Một người thời đi học, còn một người thì đi làm rồi chị. Ờ, rồi tại sao chia tay? Người đi học thì sao? Người đi học thì bạn đó cũng dễ thương lắm, nhưng mà tính hai người không có hợp. Người thứ hai là em rình Facebook người ta, em phát hiện người ta có bạn gái rồi, cái em bỏ. Bạn quan điểm thế nào về tình yêu? Trong tình yêu là đừng có thẳng tính quá. Thẳng tính là sai, dễ này người ta mới thích. Gì nữa? Anh đang nói em đó chị ơi. Bạn Thảo hôm nay bạn đến đây có ai đi theo cổ vũ bạn không? Dạ có, đồng nghiệp với lại bạn. Nghiệp của bạn đâu? Dạ ngồi ở bên dãy bên kia. À chào các bạn. Dạ. Ủa cái Thảo ơi, hốt đi là hốt cái gì vậy bạn? Dạ có cái gì hốt được hốt hết chị. Nhưng mà bạn thấy bạn trai như thế nào? Cảm nhận của em á, ảnh rất là hài hước. Chị em thì cũng rất là hài hước. Như anh chị thấy là 1 9 1 10. Nếu mà chị hốt được thì hốt về chắc cười, không có buồn đâu. Rồi cảm ơn bạn. Qua tôi coi mới được, chết rồi. Trời ơi, chào. Sao cái mặt cái kiểu nói chuyện nãy giờ nó quớt nhau vậy? Tưởng tượng hình dung ra bên này nghe Hường là một cái anh chàng là cái như là nó lớn tơn, lớn ca, lớn cất mà sao cuối cùng là... Thấy bảnh không chị? Bảnh. Có bảnh. Ngước mặt lên tao nhìn coi gì mà cúi xuống dưới vậy? Em mới cỡ chị. Chắc chết. Tại vì nhìn chị đẹp quá em mới cỡ. Nữa thôi thì tập trung bên đây đi, đừng quăng tôi nữa. Bài thơ nào hay nhất đọc nghe. Để đọc bài thơ nào rồi. Khen sắc đẹp của tôi coi. Chị Tường hôm nay đẹp quá. Em hôn chị lên má. Hết rồi chị. Suy nghĩ rồi hết. Thua sư phụ. Trời ơi đứng đó không đẹp, không thiệt nữa, mệt nữa. Nghe không Tư? Hồi là làm thơ nữa đó, kéo màn lên là làm thơ. Bây giờ hỏi là mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Mẫu người của em là người đó là phải tiền thoáng mà nở hậu càng tốt. Em thì em không thích mấy người mà người phụ nữ thủy chung trước sau như một, giống LCD chứ mình. Em nói bên kia nghe rõ chưa? Nghe. Em có thần tượng một người phụ nữ nào không? Có thể người yêu giống ai không? Đẹp hơn chị Cát Tường tí. Phải đẹp hơn chị Cát Tường hả? Dạ. Mẫu người nào em không thích? Ăn hàng rồi đi tắm, đi nói xấu người khác. Nãy giờ bên kia có nói xấu bên đây chưa? Nãy giờ chém em dữ quá rồi. Ta chém thôi chứ ta có nói xấu hồi nào đâu. Còn bạn, cái mẫu người lý tưởng của bạn là như thế nào? Em thích cái người này, con trai họ phải hơi men một xíu. Men là cái tính thôi, nhiều khi có thể là cái hình thái là giống như là thư sinh nhưng đừng cái da u thịt bắp lắm. Nhưng mà dạ, nhưng mà bạn tính bạn men một chút và bạn cũng thẳng thắn. Nên nói với anh Huyền Linh á. Mẫu lý tưởng của em là giống như anh Huyền Linh. Gần giống đó, dạ. Vậy bây giờ cái mẫu người nào là bạn không thích? Dạ mặt mà nó hơi ác ác với đểu đểu á. Là sao không thích đểu? Đểu nhưng mà nhiều khi cái mặt ta vậy nhưng mà người ta vẫn tốt, đẹp trai là được rồi. Dạ thì em thích cái người có nụ cười hiền. Còn mặt mà ác với đểu thì thường thường nó có cái phong cách sẵn rồi chị. Là nó toát ra luôn rồi. Vậy là anh Huyền Linh là cười hiền á hả? Anh Huyền Linh anh cũng thẳng tính. Cười nó thẳng tính không có thể nổi. Em thấy anh có đểu không? Dạ cũng giờ thì thấy hơi hơi rồi đó. Xa xa rồi. Xin lỗi anh. Anh làm em run quá em nói lộn á. Chứ em thích anh. Được không anh? Nhắm cặp này ổn không? Cá tính cũng ổn. Phải hai hả? Người này về lấy nhau về bảo đảm nhà vui lắm. Thôi cho kéo màn lên đi cho hai bên nhìn nhau đi. Riêng mọi người 2 phút nhưng cặp này là 5 phút. Thôi làm thơ hết 4 phút. Rồi hai người nói chuyện lớn lên nha, bản lĩnh lên nha. Cô ta bản lĩnh lắm ha. Anh này cũng giống giống Huyền Linh, đẹp trai Huyền Linh. Chào em. Sao nhìn anh? Dạ. Nhìn người này. Dạ em chào anh không phải nhìn anh đó. Dạ. Chào em. Dạ em chào anh. Nhìn em rất là ngon. Búp. Trời ơi. Anh nói một câu xong cái em cũng muốn ha. Ừ. Bị ngọng rồi. Vậy anh khen em chỗ đó em ngại quá. Thí dụ như anh khen em đẹp đi hay trẻ gì đó là em thích hơn đó. Cho anh hỏi tí nha. Nhà cục cưng ở đâu? Dạ em có nhiều nhà lắm. À. À nhà trọ hay nhà ở? Nhà nào cũng được em. Dạ vậy nhà trọ em ở đây anh. Quê em ở đâu lần? Dạ em ở Khánh Hòa. Em muốn gì hỏi anh không? Em muốn gì hỏi anh là em bây giờ em chỉ có muốn. Ý nói là anh muốn gì hỏi em á, tức là nói ngược lại. Dạ anh muốn gì hỏi em thì anh cứ hỏi đi anh không sao nữa. Nãy giờ anh hỏi rồi để nhiều khi anh lanh quá rồi em bị khớp nữa. À, chắc đúng là cũng hơi khớp thiệt. Bạn anh hôm nay ai đi theo anh vậy?
anh có người thân đi theo, cái thằng anh ấy. Dạ, chào chú ạ. À, chú là gì? À? Tôi là cậu của Duyên. Chú thấy hai người có hợp không chú? Thì cái tùy hai cháu thôi. Chứ còn mình là chỉ bây giờ hồi xưa người ta nói cha mẹ đâu con ngồi đó, chứ bây giờ con nó đặt cha mẹ ngồi. Dạ, cảm ơn chú ạ. Rồi chúng ta còn một phút nữa nói chuyện với nhau. Tí nữa nhớ bấm nút đỏ bình chọn cho anh được nha em. Cái lộn like cho anh rồi. Anh câu like của em rồi, anh có like cho em không? Có, anh like 1000 like cho em luôn á. Trời hết giờ. Rồi chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để chọn nút đỏ. 1 2 và 3. Thấy ổn không? Dạ cũng vui. Vui hả? Nắm tay nhau đi. Anh sẽ vì em làm cha từ bé em. Em thấy anh dễ thương không? Vui tính. Vậy thôi chứ tâm hồn yếu đuối lắm em. Hả? Em thấy tâm hồn em cũng yếu đuối nữa, vậy giờ ai lo cho em vậy? Hai người yếu hết trơn hả? Dạ. Ra một kia lo đi. Mời nhà trai. Rồi. Bây giờ em giới thiệu về bản thân mình đi nào. Lời đầu tiên cho con gửi lời chào tới quý vị có mặt ngày hôm nay cũng như quý vị khán giả đang xem chương trình. Kính chào hai idol, chú Quyền Linh, cô Hồng Vân. Chào anh người lạ. Chào người lạ ơi hả? Chào người em. Lạ ơi, cho tôi mượn rồi bà em giới thiệu đi nào. Con tên đầy đủ là Trịnh Thị Hảo, con đến từ Bình Phước City. Năm nay con 26 tuổi, hiện tại con là điều dưỡng viên đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Phúc 2 tại Bình Dương. Mời em trai. À, em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thanh Ta, hiện tại là 28 tuổi. Và em đến từ Long An, tại là giáo viên lịch sử. Giáo viên lịch sử, dạy ở đâu Pha? Dạ em đang dạy ở Cần Đước à. À, quốc lộ 50 đi xuống đó ha. Dạ đúng rồi. Ủa em tên gì vậy chị? Pha. Dạ em tên Pha chị Hồng Vân. Pha, Pha đó hả? Dạ. Xăng Pha nhớt. Ủa? Pha của từ Pha sáng đó, chị. Từ Pha nó sáng lên á. Em mạnh ở điểm nào, yếu ở điểm nào? Dạ ưu điểm của con ở đây là sạch, với lại là con có cái tính là hay vui lắm, nên hay có cái tật là hay cà khịa với mọi người. Mấy em gái ở nhà cứ lợi dụng nó sơ hở, là dụ nó đang ngồi bấm điện thoại là lấy cái tay giả cái dây đùi non nó, xong nó đau quá nó dí lên quánh mà vẫn tiếp tục làm. Dạ. Còn điểm yếu thì sao? Dạ điểm yếu của con á là chắc là cũng khó tính á, cũng không dễ tính lắm. Dạ cũng hay đi soi mói. Trời ơi. Không phải là mình nhiều chuyện mà soi mói chỗ này, ôi chỗ này dơ quá, hoặc là chỗ này bẩn quá. Gọn gàng ngăn nắp lên, chăn mền mùng mền con này 1-2 ngày giặt lần, đầu tóc thì ngày nào cũng phải gội, rít quá là ngủ không được. Đi làm về mà được ra trực là không có dành thời gian đi chơi đâu, dành 2/3 thời gian để ngủ đã. Mà ai mà quấy rối giấc ngủ là quạo đó. Liền sực lên, nóng tính quá mà nóng tới đỉnh luôn. Trời ơi, mỗi lần mà tới đỉnh đó thì em làm gì? Ví dụ như đang nói chuyện với em mà em mà cãi lại chị một cái là vớ được cái ly, xèn một cái cái ly nó rớt bụp, rồi con em né được không sao? Tức là nóng đến cái mức có thể đập đồ đúng không? Dạ. Rồi càng gái xinh đẹp. Nóng quá không tốt đâu ha. Họ nhịn riết á, rồi họ bị nóng ở, gọi là đi về nhà là dễ bị nóng lắm. Tức là giận cá chém thớt đó đúng không? Không phải nóng trong kềm hoài là phải có chỗ xả, thì thường là lúc đi về nhà. Cho nên là cái người chồng là phải hiểu thông cảm và rồi, phải chịu đựng. Rồi vậy là bao nhiêu bệnh viện cô Trúc về nhà hết. Sao xa Pha? Pha thấy ổn không? Sao em thấy đổ mồ hôi quá. Ai bên kia là cái tật xấu vậy, còn em? Khuyết điểm của em á là cái chiều cao nó khiêm tốn. Em thì hay ở nhà lắm, hay ở phòng, ít đi ra ngoài, ít giao tiếp với mọi người lắm. Điểm mạnh của em thì chịu khó làm ăn, biết thông cảm, chia sẻ với mọi người. Có năng khiếu chơi thể thao, bóng đá chơi được, cầu lông chơi được, rồi đá cầu chơi được, điền kinh chơi được, nhảy cao chơi được. Rồi, tốt rồi. Vậy là khỏe rồi, đâu quan trọng mình cao đâu, quan trọng mình khỏe thôi. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có một mối tình. Từ tháng 9 năm 2012 cho đến nay là tháng 12 2019. Cũng lâu rồi.
Nhớ từ ngày tới tháng luôn. Dạ. Mối tình đó em quen được khoảng 4 tháng. Trời ơi, quen mới 4 tháng sao chia tay? Bạn đó thì ở xa lắm, ở tới Kiên Giang lận, còn em ở Long An. Rồi khi ra trường rồi mỗi người cái công việc nó lo tập trung vào công việc không. Trong cái thời gian đó thì em làm rất là nhiều cái công việc. Đi bán vé số cũng có nè, theo mấy cái xe tải á, để bưng hoa lên trên những xe á. Năm 2015 em cũng có đi lắp truyền hình số mặt đất luôn, rồi cũng có lắp wifi. Thì em cũng về nhà phụ ba mẹ làm nông. Nói chung trải nghiệm cũng nhiều. Dạ. Sống các ngành nghề ha. Dạ. Vậy là em có sâu đậm gì với bạn đó chưa? Cũng có nắm tay chị. Dừng lại ở đó luôn. Dạ. Vậy là còn gì nữa? Còn gì nữa? Ta hỏi đang ta bên đây ta tò mò nè. Dạ em nghĩ là còn. Còn gì nhưng mà em nghĩ là còn xài được luôn. Chứ không phải còn zin mà còn trong thùng rồi, khi mở ra nó không xài được. Vậy là không có bị xét đúng không? Dạ. Em nghe không, em coi như em phải đập thùng nữa đó. Em có lo sợ chuyện đó không? Không ạ. Tại vì chứ cũng chưa ai đập thùng em hết. Cũng chưa ai đập thùng em hết. Ủa em em cũng vậy hả? Trời ơi. Yeah. Rồi đập qua đập lại rồi. Hết rồi. Chuyện tình duyên của em sao? Con thầy chị trải qua hai mối tình rồi. Mối tình gần đây nhất thì vào một ngày con ra trực, thì anh ấy gọi điện là hỏi cưới. Lúc đó con đang xe ke, con mới về kêu là hẹn bữa khác nói chuyện đi. Cái tuần sau không thấy anh nói gì hết, con mới nhắn tin lại hỏi. Xong anh kêu thôi mình chia tay đi, không hợp, nó lãng xẹt quá. Mối tình gì mà lãng nhắc. Xong rồi con mới hỏi là lý do tại sao mà để cho em với anh chia tay mà họ trong khi mình hỏi cưới nhau rồi. Cái anh kêu là mình không có thời gian dành cho nhau. Nghe xong hơi buồn. Chào em. Dạ em chào chị. Em không thích cái điều gì ở bạn gái? Em không thích ở người bạn nữ là nhuộm tóc loè loẹt á chị. Yên tâm đi, không có nhuộm. Có sao muốn tay không chị? Không luôn. Ủa sao muốn tay đẹp ta điều mà. Dưỡng mà. Dạ. Tại em thấy có người ta sao muốn tay 10 ngón, người ta sơn đủ 10 màu luôn á, em thấy em sợ. Không, nếu mà em có sơn thì em sơn 1-2 ngón thôi cũng được không anh? Có thể chấp nhận được. Thích. Còn cái điều em thích là cái gì? Thích là người phụ nữ là biết quan tâm. Bạn nữ bên kia biết nấu ăn không? Trời ơi, em nấu ăn thì em đánh giá em nấu ăn ngon á, mà ai chê thì em ăn hết à. Bạn nữ bên kia có ghen không? Có chứ. Khi mà ghen lên tới đỉnh điểm thì phan em làm đó. Gì? Phan cái ly đó. Phan cái ly luôn hả? Ừ, em né không được là em dính luôn. Không sao đâu, anh có vỏ mà. Tránh được hết. Nói cho tránh được nha. Anh bên đó có ghen không? Có hay ghen không? Có chứ em. Ví dụ anh ghen thì anh sẽ làm như thế nào? Ghen thì anh không bao giờ dùng bạo lực. Anh sẽ hỏi. Ủa sao lúc nãy anh mới kêu anh học võ mà anh dùng võ chứ ghen mà. Nhưng mà em thấy học, sợ. Học võ không phải là để đánh ghen hay là mình xử lý những cái trường hợp nào mà mình không giải quyết được bằng cái ngôn ngữ. Học võ là né cái ly. Để né cái đó. Mẫu hình lý tưởng như thế nào em trai? Chỉ cần mà nhìn hợp nhãn của mình là được. Em có hình mẫu dạ, gì nè? Hình mẫu của con là không hô, không hôi, không hói. Hói sơ sơ như chú Quỳnh Linh thì cũng được á. Hói sơ sơ như chú Quỳnh Linh là chấp nhận được. Yeah. Em đầy đủ, những cái đó là không có... Có hết hả? Không có những cái đó. Nói cho nó rõ, rồi nói em đầy đủ. Kia ta giật mình. Không có những cái... Không hô. Cái đặc điểm đó. Đó, không có được. Tráng cao thôi à. Cũng có khả năng. Con trai á là đừng có cắt tóc hai bên xong mà nhuộm cái bờm ở giữa. Không có. Xong rồi cái móng tay móng chân thì không được cọ, lúc nào cũng đen thui vậy. Không có luôn. Khi đi chơi thì mang cái dép lê bẹp bẹp bẹp. Đi giày luôn rồi. Đi giờ sạch luôn. Sạch luôn đó. Ok rồi. Còn cái vụ hôi hôi chút tự em kiểm tra nha. Hôm nay đi với ai? Dạ hôm nay con đi với đại gia đình nhà con. Vâng, xin chào chị Hùng Vân, xin chào anh Quyền Linh, xin chào quý vị khán giả đã có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Tôi tên Hương, là chị của em Hảo. Thấy bạn trai á, thì về cái hình thức bên ngoài á, thì là cũng được ấy. Hợp hay không thì phải cần cái thời gian của hai bạn để rồi tìm hiểu. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Pha đi với ai Pha? Dạ em đi với những đồng nghiệp trong trường của em. Xin kính chào tất cả quý khán giả. Tôi được ủy quyền của ba mẹ của em Pha. Tôi thấy cô dễ thương. Hai em cũng có cái nét tương đồng với nhau. Rồi, xin cảm ơn cô. Bây giờ mình thấy là nên mở rào đi. Ok. Rồi, mở rào. Bắt đầu đi Pha.
Anh chào em. Dạ, có món quà tặng cho em. Dạ. Dạ, hôm nay em đến đây thì em cũng có một món quà nhỏ để tặng anh. Là em mang một cái áo mưa tới tặng cho anh. Đây rồi, mới quen tặng áo mưa. Nhất định anh sẽ sử dụng nó và anh sẽ trân trọng nó. Dạ. Lần đầu tiên khi thấy anh như thế nào? Thấy anh thì cũng chân thật, cũng chất phác chứ cũng thật thà, khá là gọn gàng. Em có thích đi chơi, đi du lịch đây đó không? Trời ơi, cái đó là em thích nhất luôn á. Vì là em thích chụp ảnh lắm. Thôi, về Long An, về Long An liền. Yeah. Em có thích về Long An của anh không? Trời ơi, về cho đó là càng tốt. Ví dụ về đến đây mò cua bắt ốc nè, đi nấu những cái món dã ngoại á, nó vui lắm. Em biết nấu món ăn nào về miền Tây không? Dạ thì em không rành lắm. Em thích ăn canh chua cá lóc không? Dạ anh được. Anh nấu em ăn. Ồ. Đến hôm nay em cũng có một bài hát em tặng cho bạn nữ. Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Những lúc cô đơn anh luôn giữ em trong lòng, dành tròn con tim nguyện trao đến em. Khi em bước đến bao nhiêu muộn phiền trong anh biến tan, em như ánh sáng soi cho đường tình anh không sai lối. Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời yêu không quang thang, chỉ cần em vui đối với anh vậy thôi. Thôi. Đôi khi những lúc em run quá cho em ôm một bạn nữ đừng có thấy chưa, hôn dễ sợ, ôm đi để kiểm tra mùi luôn. Ôm đi em, ôm đi. Có thể ôm em được đó. Ôm rồi đó, đó rồi kiểm tra luôn nha. Đứng yên nguyên, đứng yên nguyên. Rồi bạn nữ kìa, bạn nữ cảm nhận sao nè? Trời ơi ấm quá cô ạ. Có mùi không? Dạ chưa phát hiện ra mùi ạ. Chưa phát hiện đúng không? Dựa vô nè, dựa vô để cảm nhận nè. Hôm nay đến với chương trình này là cũng là một cái duyên mấy tỷ người trên trái đất này mà được gặp nhau, thì anh hy vọng là anh với em có thể viết nên một cái câu chuyện lịch sử. Lần đầu tiên khi gặp em thì anh thấy em là một người rất dễ thương, rồi nói chuyện ngọt ngào. Dạ cảm ơn anh. Em có thích khi trời mưa mà mình nắm tay đi dưới vỉa hè không? Cũng thích đó nhưng mà lúc đó lạnh lắm. Em sẽ không bao giờ lạnh, anh sẽ ở bên cạnh của em. Dạ. Thấy ông chú rể ông nôn dữ lắm rồi đó. Giờ hai đứa ôm chặt cái nữa coi được không, rồi cái là mình quyết định bấm nút luôn. Thấy chưa, đó ông nôn dữ lắm rồi. Bây giờ ông bây giờ là ông chỉ muốn ôm chặt luôn. Đó, đó. Rồi. Đó. Ôm chặt luôn. Em gái đồng ý bấm nút không? Mẹ, ba mẹ có dặn là con đến con phải mang cho mẹ một chàng trai về ăn Tết, chứ không Tết này đi luôn đi con. Anh cứ bấm nút đây, tối nay mình về mình đi xem phim cũng được ha? Rồi, đó. Hai đứa ôm cái nữa đi, hai với anh với Hồng Vân bấm nút. Nào, ôm chặt lên. Hùng luôn. 3, 2, 1, bấm nút. Quá trời dữ luôn rồi. Trời đất ơi. Ôm nữa rồi, thấy hai người ôm quá. Rồi đứng yên nguyên nha. Chúc hai bên hạnh phúc, hôn nhau, hôn hôn. Bây giờ là ông muốn vui thùng và muốn tập thùng dữ lắm rồi. Em trai thấy ôm được không? Rất là ấm. Ấm không? Ôm nữa, ôm nữa, ôm nữa. Mọi người đây có muốn em hôn môi không? Thôi. Hôn môi không? Thôi. Làm luôn. Ôm gọn chân nội ơi, cứ ôm thế. Tôi sẽ tặng quà trong cái ôm luôn. Đây là những chiếc vé xem phim cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí Amity nếu các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chúng ta sẽ ôm nhau cả cuộc đời và sử dụng Amity. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc hair, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc hair dùng tốt cho cả nam và nữ. Máng lên rồi. 7 năm qua tôi mới thấy một cái ôm nó chặt như thế, đẹp như thế.
Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Vỗ tay chúc mừng cho hạnh phúc giữa Pha và Hảo. Không đi nữa. Em cầm mà chứ đúng không? Em bồng bạn nữ xuống. Lên cầm cho em bồng. Thôi vậy đi thì cầm cho dễ ôm. Rồi. Cặp này làm đám cưới chắc luôn rồi. Ôi sáng hôm qua trên quê hương tôi. Linh mãnh liệt thiệt á. Linh hạnh phúc lắm, thật sự nè. Đầu thì cũng khá lâu rồi. Do là em đi nước ngoài. Thì em đi được 2 năm thì bạn có bảo em là bây giờ có về kịp không cưới, tại vì trong năm nay không cưới thì không được. Em bảo là cố thêm một năm nữa rồi về cưới, thì bạn bảo là thôi không chờ được, thế là bạn ấy lấy chồng. Mối tình thứ nhất là thời đại học, mối tình thứ hai thì chia tay cách đây hơn một năm. Mối tình đầu tiên thì bởi vì là bọn con có sự chênh lệch tuổi tác nên ra là tính cách có sự khác biệt. Còn thứ hai thì cũng là do là vị trí địa lý của hai người khá là xa. Xin mời bạn nữ. Dạ. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ, con chào cô Hồng Vân, chú Quyền Linh. Em xin gửi lời chào tới toàn thể quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phạm Thị Thêm. Năm nay em 27 tuổi. Em sinh ra ở Hải Dương và hiện tại đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Cương làm việc ở quận mấy? Dạ, hiện tại thì con đang làm việc tại quận 7 ạ. Con làm nghề gì? Dạ, con làm giáo viên ạ. À, giáo viên lớp mấy? Dạ, con dạy cấp 3 ạ. Xíu xíu vậy mà dạy cấp 3 luôn hả? Môn gì vậy con? Dạ, con dạy môn lịch sử ạ. Em trai, giới thiệu về mình đi. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân ạ. Em tên là Lê Xuân Trường. Em sinh năm 1992. Em đến từ Thái Nguyên ạ. Nhưng mà đang làm việc ở đâu? Em đang làm việc tại Bình Dương ạ. Em làm gì? Em làm nhân viên kho hàng ạ, vật liệu xây dựng. Em ở cái thành phố hay ở Bình Dương? Em ở Bình Dương luôn ạ. Ở Bình Dương luôn, ở với ai? Em thì em ở trong ký túc xá công ty. Cuối tuần em về ở với cả cô chú và cậu mợ. À, có dạ. Người nhà ở Bình Dương luôn? Dạ, có người nhà ở Bình Dương. Điểm mạnh, điểm yếu nhà gái như thế nào nè? Điểm mạnh của con là vui tính, hòa đồng và dễ thích nghi với môi trường sống. Còn nhược điểm là con nấu ăn không có được giỏi và tính hơi thẳng tính một xíu ạ. Rồi, còn bên nhà trai? Em điểm mạnh của em thì ngược lại ạ. Nghe chừng là em tự lập sớm nên là em nấu ăn cũng rất là khá. Có vẻ như là cũng hợp với bạn nữ, bạn hơi nóng tính. Em thì cách đi gia đình từ năm 18 tuổi cho nên là em nối sống em rất là hiện đại. Gần như là những cái như anh nói vào bếp, giặt rũ, quần áo hay là rửa bát thì em nghĩ một thanh niên hiện đại thế hệ này phải biết hết. Không, đấy, em không cho đấy là điểm mạnh nữa. Ngoài ra thì chắc là em chỉ có nhiệt tình cho công việc thôi. Nên là em còn thiếu sót về giao tiếp nên là đến giờ em vẫn chưa có người yêu. Em có mấy mối tình rồi? Mối tình thì em chính thức em chỉ có 2 mối tình thôi ạ. Mối tình đầu thì cũng khá lâu rồi và cũng yêu cũng được 6 năm. 6 năm sao chia tay? Chia tay thì do là em đi nước ngoài. Em đi đâu? Em đi Nhật ạ. À. Thì em đi được 2 năm thì bạn có bảo em là bây giờ có về kịp không thì cưới, tại vì trong năm nay không cưới thì không được. Em bảo là cố thêm một năm nữa rồi về cưới, thì bạn bảo là thôi không chờ được, thế là bạn ấy lấy chồng. Đúng rồi. Dạ. Sao bắt con gái người ta chờ được, tuổi thanh xuân con gái qua rất là nhanh ha. Nào, mình có mấy mối tình rồi con? Dạ, con có 2 mối tình. Mối tình thứ nhất là thời đại học, mối tình thứ hai thì chia tay cách đây hơn một năm ạ. Lý do đầu tiên, mối tình đầu tiên thì bởi vì là bọn con có sự chênh lệch tuổi tác, thành ra là tính cách có sự khác biệt ạ. Còn thứ hai thì cũng là do là vị trí địa lý của hai người khá là xa. Con mong muốn gì ở cái người bạn trai của mình? Thứ nhất là về ngoại hình là ưa nhìn và đặc biệt là phải có là một người có trách nhiệm với gia đình và không gia trưởng ạ. Được không? Dạ được, quá anh. Em sống hiện đại mà đâu có gia trưởng. Có trách nhiệm gia đình không? Có trách nhiệm ạ. Vợ kêu về có về không? Còn tùy trường hợp đấy. Thấy chưa? Bình Nhật nhiều khi kêu không về nữa mà. Rồi còn gì nữa không con? Cao thì con mong là sẽ là trên 1m65. Trên 65 em ạ. Được, tốt rồi. Rồi, qua xem đàn trai tôi đi. Ừ đấy, tôi ra xem đây. Phong độ lắm á. Chị ạ. Chào em. Dạ.
Em mong muốn cái người con gái bên đây sẽ như thế nào nào? Tiêu chí của em thì cũng đơn giản thôi ạ. Tuổi của em thì em đã từng yêu bạn mối tình đầu thì bằng tuổi thì em chỉ cần là không phải là bằng tuổi là được. Người ta nhỏ hơn, dạ. Nó 94, à, nhỏ vâng. Hơn em. Thế là đó là một cái điểm rất là mạnh rồi. Còn ngoài ra thì em chỉ cần ưa nhìn một chút xíu và có hướng là muốn sau này về kinh doanh một cái gì đấy. Em không thích điều gì ở con gái? Đó là quản lý chặt quá về thời gian. Tiền bạc thì em hoàn toàn 100% em có thể bán giữ. Được em là em hoàn toàn, tại vì em giữ tiền không được tốt lắm. Thời gian ấy thì em có một cái thời gian riêng. Thời gian riêng là vào lúc nào, mấy giờ? Khi ở mình ở công ty ấy, thì gần như gọi điện nhắn tin này, gần như là em sẽ không trả lời đâu. Còn về nhà, trước khi về nhà thì em chắc chắn sẽ báo, bây giờ anh đang trên đường về đấy. Còn về nhà mà không liên lạc được với em thì lúc đấy thì mới là vấn đề. Còn thời gian công ty hãy để cho em tự do. Tức là trong giờ hành chính thì đúng thôi rồi. Cứ để cho em yên tĩnh để em làm việc đúng không? Sao? Nếu người ta có cái việc gì quan trọng thì sao? Thì gọi điện em vẫn nghe máy chứ ạ. Chứ tí của em là quản lý, tức là anh này trong công giờ làm anh có đi ra ngoài hay là anh có làm việc gì ngoài cái công việc không ấy. Có những người phụ nữ là có một tiếng hoặc nửa tiếng. Chính xác. Đó, em đã từng gặp những người thế rồi. Anh đang làm gì vậy? Ăn gì chưa? Đang ở đâu? Đang ngồi nói chuyện với ai? FaceTime tôi coi coi. Ngỡ hình tôi coi coi làm gì. Ừ, nó phải liêu dần. Đó, coi có cái mặt móc nữ nào không? Đó, không, không có rồi, rồi, rồi chứ không vừa, có ai chứ không? Đó. Đó, nè, em thấy cái quan điểm của bạn trai vậy con thấy sao nè? Dạ, con thấy thì cái đấy cũng hợp lý rồi ạ. Thế con có muốn bạn trai kiểm soát con về thời gian không? Dạ tất nhiên là không rồi ạ. Vậy là hai đứa là quề đó. Cái đó dạ. Là thấy cùng quan điểm rồi đó. Chính xác. Thấy yên tâm rồi đó. Ngoài ra gì nữa không? Ngoài ra điểm mạnh thì em cũng chỉ có thế thôi. Dạ, thế điểm là đủ rồi đúng không? Dạ. Ok. Điểm yếu thì chắc em không biết bơi. Thế là em không biết bơi hả? Dạ, giả sử bạn nữ có hỏi em bạn nữ với cả mẹ em dương sông thì thôi đừng hỏi nữa. Đừng em không trả lời. Thôi hai người lên cứu anh đi. Chứ dạ. Con biết bơi không con? Dạ con không. Hai đứa đều không biết bơi. Tuyệt đối nhá. Nếu có đi du lịch thì đi lên núi nhá. Đi lên núi ạ. Ừ, đừng có đi biển nhá. Rồi. Bạn gái đi với ai nào? Dạ con đi cùng với bạn và em cùng phòng ạ. Dạ em là bạn của Thêm, dạy chung ạ. Dạy chung luôn. Dạ. Vậy cấp 3 luôn. Dạy cấp 3. Vậy môn gì? Dạy em môn vật lý ạ. Trời ơi. Rồi, giỏi quá. Vậy hả? Một cô dạy lịch sử, vô cô dạy vật lý. Dạ. Rồi sao cô? Anh trai này được không? Dạ, đầu tiên em xin chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Trước khi mà để nhận xét á thì con muốn hỏi bạn đây một câu. Dạ được ạ. Là bạn có thích đi du lịch không? Dạ rất thích chứ ạ. Gần đây nhất thì mình có đi Vũng Tàu, miền Bắc thì mình cũng đi nhiều. Mình rất thích đi du lịch. Theo em thấy thì anh đây cũng chững chạc, tính tình thì cũng thoải mái. Thì nếu được thì bạn em và anh cho cơ hội tìm hiểu nhau. Cảm ơn. Bên đó đi với ai vậy cưng? Dạ hôm nay em đến với cả cô họ và em trai ruột và hai anh đồng nghiệp cùng công ty ạ. Có cô họ, có em trai ruột nữa. Dạ. Rồi xin mời cô. Đầu tiên thì xin gửi lời chào anh Quyền Linh. Chị Hồng Vân, trước tiên thì cũng thấy cháu Thêm là một cô bé rất là nhỏ nhắn, xinh xắn và rất là đáng yêu. Cũng mong là hai cháu Trường và Thêm cũng tạo điều kiện cho nhau để tìm hiểu nhau, tiến tới những cái gì nó sẽ cao thêm. Rồi, cảm ơn cô họ nha. Bây giờ mở rào cho hai bạn gặp mặt rồi các bạn có thể tâm sự. Mở rào. Bắt đầu đi trường. Dạ. Anh có món quà tặng cho em. Mình nhận xong đi rồi. Dạ, mình cảm ơn. Đây là son môi. Dạ, em cảm ơn anh. Son môi màu gì đấy? Màu y như của bạn đang môi luôn. À thế à? Dạ, em cũng có một món quà gửi tặng anh. Một cuốn sách em ạ. Sách à? Anh cũng hay đọc nhưng mà anh đọc trên TV thôi. Anh hát karaoke. Cảm ơn em nhé. Thì sắp tới về thì anh sẽ đọc nhiều hơn. Dạ. Cái tựa sách là gì vậy? Mở ra xem. Hãy xin mở ra. Dạ. Nhà giả kim, cuốn này là dành cho người kinh doanh. Em có thích kinh doanh không? Thật ra em thì cũng có một chút thích ạ. Anh cũng sắp tới thì cũng muốn kinh doanh một cái gì đó ấy.
cần có người giúp đỡ ấy. Thì muốn thì có rồi, thì anh muốn là nếu mà sau này có cơ hội cho anh ấy thì về cùng anh. Dạ. Con làm gì con phải giấu này, con giải thích đi. À, cái bức hình này đây là một nhân vật trong phim Tam Sinh Tam Thế, dạ tên là Dạ Hoa. Tức là con rất thích cái nhân vật này ở điểm đó là mặc dù Dạ Hoa là có một cái vị trí rất là cao, đó là thái tử, nhưng mà đối với đứng trước người mình yêu ấy, thì anh ta luôn tỏ ra cái sự chân thành, một cái tình yêu hết mình giống như những người đàn ông bình thường khác, rất là giản dị nhưng mà có sự chân thành ở đó. Thì con mong người mà mình yêu cũng sẽ được như vậy. Dạ. Con có mong ngoại hình giống vậy không? Ngoại hình chắc là không cần. Tại vì bạn này mà bạn ốm đi xíu em là cái nét bạn có nét của em mặc đồ sứ khác xa rồi. Dạ. Thấy cái em tóc là khác rồi. Em thấy tóc là khác rồi đấy. Cái tóc này tóc giả mà. Tóc dạ. Này tóc giả mà. Em có vấn đề gì nếu mà anh để tóc như thế này không? Dạ, em nghĩ là ngoại hình thì sở thích là mỗi cá nhân có một cái sở thích riêng á. Nên cái đó thì em không can thiệp ạ. Em thấy bạn nữ là khi đến chương trình em thấy ngoài sức tưởng tượng của em khi mà tham gia chương trình. Em dễ thương và xinh hơn rất là nhiều so với anh tưởng tượng. Cảm ơn ạ. Rồi hai bạn về chỗ như nào? Dạ. Anh thì anh làm việc ở kho hàng. Lúc đó anh có nói là anh trong cái giờ làm việc ấy thì anh không muốn là người yêu hay là vợ quản lý mình thời gian quá. Lý do vì sao là vì anh làm công việc là kiểm đếm hàng hóa. Thì vô tình có người gọi nghe cuộc gọi là anh có thể anh nhập một mã hàng ngay. Cho nên là cái mã hàng có thể nó rất là giá trị. Cho nên là khi mà anh bảo là trong giờ hành chính ấy, anh muốn là để cho anh tự do ấy, thì đấy là lý do của anh. Chứ anh không phải là có một cái gì đấy giống như là người tình ngoài lề hay gì cả. Thì đối với em thì thật ra nếu như khi mà mình đã tin tưởng nhau rồi ấy, thì chắc chắn là sẽ không có cái vấn đề là phải kiểm soát như vậy. Chính xác, chính xác. Tại vì là bản thân em thì công việc cũng khá là bận. Cho nên là em cũng không, chắc là cũng không có quá nhiều thời gian để kiểm soát như vậy đâu ạ. Thì em có nghĩ gì về chuyện kết hôn chưa? Dạ. Dự định như thế, độ tuổi mà em thì muốn kết hôn. Thì em nghĩ là nếu như gặp phải một người mà khi mà em tìm được đối tượng phù hợp thì em nghĩ là em đã sẵn sàng. Anh thì anh lúc nào cũng sẵn sàng. Em hỏi cô gái cảm nhận về em như thế nào? Em có cảm nhận của anh về anh như thế nào nhỉ? Dạ thì ngoại hình của anh thì cũng ổn. Ổn. Tức là sau ba cái mà chấm em điểm, để... Chấm điểm cho cô giáo đi. Năm mười đi, thang dạ, 10 khó đi. Khó quá, em cũng khó chấm. Thì em cứ chấm như em bảo ổn thì là năm đi. Tại vì là em đưa ra là ưa nhìn thì em thấy anh cũng khá là ưa nhìn, đảm bảo cái yêu cầu em đưa ra. Còn cái hai cái vế sau đó là tinh thần trách nhiệm hay là gia trưởng thì em nghĩ là cái đó thì sẽ cần thời gian để tìm hiểu rõ hơn ạ. Thì gia trưởng là anh khẳng định luôn là không có. Tại vì anh rất là nhường nhịn người yêu hay là tại vì là em nghĩ là một số người kiểu như mình gia trưởng nhưng mà không nhận ra. Cái đó không có đâu. Cái này là anh lý do tại sao anh chưa giải thích hơn là bố anh là một người rất là gia trưởng. Chính vì thế mà từ năm anh học hết lớp 12 là anh đến bây giờ là anh chưa có một cuộc trò chuyện nào trọn vẹn với bố anh cả. Tại vì tính cách không có hợp. Anh vào trong này sống và anh có dự định là anh sẽ sống ở trong này. Anh hiểu thế nào là gia trưởng nên anh khẳng định 100% là anh sẽ không gia trưởng. Rồi còn trong cái tiêu chí mà anh đưa ra thì em cũng có nghe. Thì theo anh thì em đạt bao nhiêu phần trăm rồi? Em đạt khoảng 200% rồi. Thôi cái đấy anh nói thật không nói quá. Anh lúc đầu anh cũng chỉ nghĩ là anh một cái với vóc dáng như thế này và cái tính cách như anh hơi trầm chút xíu, anh chỉ mong là một người nào đó hiền lành, nhan sắc ưa nhìn tôi, đúng là không phải là về nhìn nữa, không muốn ngoảnh đi là được. Chứ còn con gái xinh như em rồi thì nó là vượt đến mức 200% rồi. Bây giờ mình tiến tới cô gái, mình nắm tay cô gái, hát một bài tặng cô gái. Thì anh xin tặng em một bài hát đi. Anh thì thích hát karaoke lắm nhưng mà anh lại hơi không thuộc lời, thì anh xin hát được điệp khúc rồi nhé. Rồi cứ nắm tay, hai người nắm tay nhau để trao nhau cảm xúc đầu tiên nào. Nắm tay nhé. Cảm xúc rất quan trọng lắm, nắm hai tay luôn nào. Hai tay luôn. Cảm xúc rất là quan trọng nha. Hãy cảm nhận từ bàn tay ấm ấy, hãy cảm nhận từ ánh mắt với nhau. Con xin tim nó có rung động hay không? Xin em đừng khóc khi anh không kề bên. Xin em đừng khóc khi đôi ta giận hờn. Đừng để nước mắt xua đi mọi niềm vui. Hãy để nụ cười nở trên môi của em.
hãy cứ để anh quan tâm em ngày đêm, hãy cứ để anh sống với những mong chờ. Muốn nói một điều tận sâu trong lòng anh yêu em chỉ vậy thôi. Quá ngọt ngào. Ớ, mùi mẫn quá cơ. Cô gái dài, cô giáo trẻ dài lịch sử. Hát tặng bài nữa thế nào. Sao lại vừa cái là bung tay nhau ra liền vậy? Dùng quá, tim em đập tay. Bệnh nắm tay để giữ anh cảm Quyền xúc Lên đó. Anh Quyền Lên khó lắm hả? Nắm rồi mà buông ra là ông không đúng chịu. Rồi, nắm tay tiếp đi. Con xin hát vài câu hát trong bài Ước Gì của ca sĩ Mỹ Tâm ạ. Được. Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng. Em đã sống những đêm ngoài kia biển du bờ cát. Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì anh cùng em chuyện trò, cùng nhau nghe sóng sổ gành đá ngàn câu hát yên bình. Ôi, đứa nào hát cũng hay hết trơn. Ôi, ghê thiệt chứ. Rồi, trở về ghế đi các bạn. Detox không khí từ trong ra ngoài. Chuẩn bị. Rồi, tìm nút nào. Nút bấm. Thái Nguyên là cùng quê ngoại với tôi đó. Đồng hương đó. 1 2 3 Hết thời gian. Đấy. Cô giáo làm đúng luật quá cơ. Nay rưỡi là mình phải bấm rồi. Bấm nút là chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau nha. Và bây giờ là chứng tỏ bản lĩnh nè, hôn cô gái một cái coi. Qua chương trình thì con và Thêm xin cùng sinh sống ở nơi xa đất khách quê người. Thì con xin phép bác là chăm sóc cho Thêm sau này nếu Thêm đồng ý ạ. Và xin phép bác được cho con được hôn Thêm ạ. Anh xin phép. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng Thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Gửi tặng đến bạn nữ bộ 3 sản phẩm kem nền đến từ thương hiệu Vanessa Carrer. Vanessa Carrer là thương hiệu mỹ phẩm trang điểm Hàn Quốc, được chiết xuất từ hồng sâm, mang đến cho bạn một lớp nền hoàn hảo với những trải nghiệm ưu việt. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một bình thủy điện BLK30FLWTVN. Hẹn giờ đun tiết kiệm điện năng, hệ thống bơm rót nước điện tử, màn hình hiển thị LCD, cảm biến cạn nước, chế độ tự vệ sinh bình. Chúc các bạn hạnh phúc. Rồi. Rồi. Hai đứa đi đường này luôn. Hãy chăm sóc và nuôi dưỡng mối tình này nha các bạn nha. Dạ. Hy vọng đây là mối tình cuối cùng trong cuộc đời của mình. Hãy chăm sóc và nuôi vợ nha. Dạ. Vợ làm giáo viên để vợ yên tâm dạy thôi. Đừng bắt nó đi tìm kinh tế. Chúc họ sớm đem thiệp cưới đến gửi chúng tôi như bao nhiêu cặp khác. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi tiếp theo. Sở trường thì chơi được các môn thể thao như là bóng đá, cầu lông, đá cầu. Thường đồng nghiệp này kia đánh giá là nhát gái. Nhát gái. À. Điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng và em thích tham gia các hoạt động xã hội. Điểm yếu của em là em sợ nước. Rồi sợ gì nữa em? Dạ sợ đĩa, sợ rắn anh. Mời nhà trai. Ngồi đi bạn. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì hai bạn nói lớn lên nha, để hai bên cùng nghe luôn. Quyền Linh với Hồng Vân sẽ cùng chia sẻ để các bạn có thể hiểu nhau trước khi chúng ta gặp mặt. Em trai, giới thiệu về mình đi. Xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào em. Xin giới thiệu, em tên là Trần Vĩnh Thông, năm nay 32 tuổi. Dạ, em quê ở Đồng Tháp. Đồng Tháp. Dạ, em đang công tác giảng dạy ở trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Linh ở quận 8. À, dạ. Dạy cấp mấy Thông? Dạ, em đang giảng dạy bộ môn toán cấp 3. Bây giờ xin mời nhà gái mình giới thiệu đi nào. Dạ vâng, em chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và các bạn khán giả đang có mặt tại trường quay hôm nay ạ. Chào em. Em tên là Hồ Thị Thu Vinh, em 30 tuổi,
Quê em là ở Phan Rang, Ninh Thuận ạ. Em đang làm việc tại Biên Hòa, Đồng Nai ạ. Hiện tại em là nhân viên ngân hàng. Ở Biên Hòa với lại quận 8 thì đi cũng được. Không nói xa. Không xa lắm. Đâu có xa lắm đâu, Quỳ Linh ở thành phố Hồ Chí Minh, vợ Quỳ Linh ở Bình Định mà, cũng đâu có gì đâu. Thành ra đừng lo lắng chuyện vấn đề người ta yêu nhau thôi. Ừ. Điểm mạnh điểm yếu của Thông là gì Thông? Sở trường thì chơi được các môn thể thao như là bóng đá, cầu lông, đá cầu. Và bóng chuyền thì chơi cũng được nhưng mà hơi không được hay cho lắm. Không dạy được bao nhiêu năm rồi? Dạ em ra trường là lên đây giảng dạy là từ năm 2011. Tính ra công tác tới đây thì cũng đã gần 10 năm. Còn 10 năm đứng trên bục giảng không có rung mà giờ ngồi đây rất là dạ. Rung đúng không? Rồi bây giờ mình nói về điểm mạnh điểm yếu của mình đi em. Dạ vâng ạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng và em thích tham gia các hoạt động xã hội. Rồi có điểm yếu nào không? Dạ vâng có, điểm yếu của em là em sợ nước. Vậy chắc không bao giờ tắm quá. Dạ không ạ, tắm thì vẫn tắm nhưng mà em sợ không bơi. Không dám đi bơi đúng không? Dạ, chị đúng chị sợ bơi lắm. Dạ. Rồi sợ gì nữa em? Dạ sợ đỉa, sợ rắn anh. Chị cũng sợ. Hai con thằng xa cũng sợ luôn á. Dạ. Rồi em có mấy mối tình rồi? Mối tình chính thức thì chưa có chị. Đi làm thì các bạn nam cũng thích nhưng mà chủ yếu là các bạn nhỏ tuổi thôi. Nên em thấy không có hợp nên em cũng không có tiến tới. Nhỏ hơn nhiều không? Dạ cũng nhiều chị, 96, 97. À, dạ. Cho nên là ngại đúng không? Dạ đúng rồi chị. Như vậy là cô gái bên đây là còn tinh khôi đó, em về tinh khôi đó. Rồi cô gái văn phòng chưa có người yêu, Trần Thông có mấy mối tình rồi? Dạ thì về mối tình thì nói chung là chính thức thì chưa có mối tình nào. Cũng chưa luôn. Dạ. Tính em là thường đồng nghiệp này kia đánh giá là nhát gái. Nhát gái hả? Dạ. Trời ơi, thực ra mà nói hai bạn này á, về ngoại hình là có cái sự tương đồng phu thê rất là ngộ nghĩnh luôn á. Ông qua ông coi thử. Dạ. Ở đây đừng có lo, để anh với chị Hồng Vân sẽ kết nối cho. Rồi tôi coi mắt nhà gái cái coi. Dạ em chào anh Nguyễn Linh. Phan Rang chào em gái. Dạ, chào đất anh. Nắng và gió ha. Dạ. Gió như Phan mà nắng như Rang ha. Dạ. Nhưng mà da làn da trắng tinh luôn, đâu ai nghĩ ghé Phan Rang đâu. Em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Em muốn tìm một bạn nam chững chạc à, với khuôn mặt nhìn phúc hậu một xíu. Bên đây có đó. Có hết, nãy giờ hai cái chị thấy đều có nha. Cao hơn em một xíu. Có cao. Em cao nhiêu vậy thầy? Dạ em cao 1m72. Wow, 1m72 em cao nhiêu? Dạ em cao 1m60. Rồi người ta cao hơn mình nhiều lắm luôn á. Dạ, biết quan tâm bạn gái. Có quan tâm không? Tại vì chưa có bạn gái mà mới nói mà biết quan tâm bạn gái hơi bỡ ngỡ. Chắc phải hy vọng là cho cơ hội để mới có dịp quan để tâm. Để chứng tỏ được là mình biết quan tâm. Em phải nói là anh cần phải lo cho cái này, quan tâm cái này nè, chăm sóc cái này nè. Em phải đưa ra hết thì bạn này mới biết. Yeah. Vậy khá vậy đó. Trong tình yêu là đôi khi mình cũng phải chủ động chút xíu nha. Yeah. Chứ đừng nữa là anh cứ quan tâm đi mà giờ không biết quan tâm gì, gặp ta nhát mà. Mới em đừng có bắt anh đón ý. Em phải nói cái nhu cầu của em. Thấy không? Yeah. Em thích vậy đó. Em không thích vậy đó. Rồi em trai muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Mục tiêu chính là phải lo cho gia đình, quan tâm gia đình. À. Rồi em có cái mẫu hình mà lý tưởng nào cụ thể không? Vẻ bề ngoài thì dễ nhìn, phúc hậu là được. Trời. Tính tình hiền. Mà đây có hết luôn á. À, tức là em không thích ở phụ nữ là nhìn ngoại hình vô, tức là có hình xăm. Không có xăm đúng không? Nhìn dạ, bạn này là biết không bao giờ xăm, sợ đau á. Kệ, người ta xăm vô khi nó đẹp. Xăm đau lắm. Ta xăm một cái gì đó, cái tên gì nó đẹp. Xăm bây giờ công nghệ 4.0 rồi, thời đại hiện đại rồi. Dạ. Xăm nó cũng là một cái thẩm mỹ rất là đẹp. Đừng có cái mặt giờ xăm nguyên cái con rắn ở trên đây thì cũng đẹp thôi. Mỗi người mỗi cái cảm quan thôi. Nhưng mà đó là một bộ môn nghệ thuật nghệ thuật bây giờ thôi. Nó gọi là gì? Thu tha đó. Tattoo. Tattoo. Em không thích điều gì đàn ông em? À dạ hút thuốc. Hút thuốc? Dạ. Gì nữa? Nhậu nhẹt. Nhậu nhẹt gì nữa? Vũ phu. Dạ ba cái tính nó mệt rồi nha. Hút thuốc uống rượu còn vũ phu nó là kinh khủng lắm á. Tính em thì hiền, chắc vũ phu thì không có. Có đâu? Không có. Hút thuốc thì tuyệt đối không. Còn về uống rượu thì ví dụ như tùy trường hợp. Mình là nam giới đàn ông mà. Ví dụ có tiệc tùng thì phải giao tiếp, phải tiếp khách thì cái đó mình uống vài chai bia hoặc vài xì rượu. Không sao. Dạ. Tôi tin thầy giáo đây uống xong xỉn ngủ à. Em đừng nói với chị là em thích một người giống anh Quyền Linh nha. Dạ đúng rồi chị. Thấy chưa? Thấy tôi hay không? Tôi đoán ý hay không? Tại vì cổ rất là mong manh. Thành ra là cái mẫu của cổ là cổ sẽ muốn một người đàn ông vững vàng, một người đàn ông của gia đình đó, một người đàn ông đen chút đặng mà pha với cái màu da của cổ.
Thành ra trong đầu tôi nghĩ vậy, nên tôi hỏi vậy ý chang luôn, ghê không? Muốn là một người đàn ông của gia đình thì chúng ta phải là một người đàn ông của sự nghiệp. Chúng ta có sự nghiệp rồi ta mới lo cho gia đình được. Chính vì thế nên bất kỳ người đàn ông nào tôi nghĩ rằng phải tập trung vào sự nghiệp, có cái bản lĩnh sự nghiệp trước cái đã, mình mới lo cho gia đình được. Còn mình muốn lo cho gia đình mà về vợ hỏi tiền điện đâu, tiền nước đâu không có, sữa con đâu không có, tả đâu không có, không anh lo cho gia đình lắm, yên tâm anh đây chăm sóc con, ẵm con được, nhưng mà tiền sữa đâu, tiền điện, tiền nước đâu, lúc đó không có. Sự nghiệp thầy ngon rồi phải không thầy? Dạ nói chung thì cũng ổn định. Ổn chứ, là lo được cho gia đình rồi phải không thầy? Dạ lo được cho gia đình. Vậy thêm kiếm thêm nữa. Cô bên đây chỉ mong muốn vậy thôi. Cặp này đó là rất là hợp với nhau. Cô này thì nhẹ nhàng, nữ tính ha. Mà thầy cũng trắng ha. Hả? Chứ thầy không có đen như thầy Linh. Kệ nó, đen vậy đó. Bé phải đi da vậy. Tôi mặc áo nổi là hết đen rồi. Hôm nay em đi với chị họ. Nhờ cái áo em nổi hơn da rồi. Chị Phượng. Em chào anh Nguyên Linh, chào chị Hồng Vân ạ. Em là chị họ của Vinh ạ. Vinh ạ, chị thấy là hai em nên cho nhau một cơ hội đi Vinh. Chị thấy ông thầy sao? Thầy thì nhìn cũng phúc hậu đó ạ. Cũng chân thật. Vinh cho cơ hội Vinh ạ. Rồi hỏi thầy đi, thầy đi với ai? Đáng lẽ là đi là có dì của em. Nhưng mà anh ai bận đi công tác nên không có sắp xếp được công việc, nên em đi được chung với các quý thầy cô đồng nghiệp ở trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh ở quận 8. Có rồi, thầy hiệu phó và các đồng nghiệp ở đây. Wow, mời thầy. Dạ em kính chào anh Quỳnh Linh, cô Hồng Vân và bạn nữ bên đây. Thì bạn nữ bên đây rất là dễ thương, rất là phù hợp với lại Thông. Em hy vọng là hai bên cho nhau một cơ hội. Riêng về bạn Thông ở đây thì rất là chân thành. Tất cả mọi người trong trường đều yêu quý hết. Dạ, em xin hết. Đúng. Rồi, cảm ơn thầy. Ở đây chúng tôi đều thấy điều đó. Bây giờ ta sẽ mở rào để hai bên gặp mặt và để xem mình có nợ với nhau hay không nha. Mở rào. Ở đây anh có phòng tặng cho em. Dạ cảm ơn. Em cũng có gói quà tặng cho anh. Cảm ơn em. Dạ. Mở quà đi thôi. Con mở quà coi. Dạ vâng. Trong này là quyển sổ. Em có viết bài thơ. Thì em xin phép đọc một đoạn. Bài thơ của em là Tự Tình. Một mình suy nghĩ mông lung, bao nhiêu ký ức ù về bên ta. Đêm buồn mưa phủ kín trời, mưa bay khắp nẻo nhạt nhòa mắt ai. Nhạc buồn tiếng hát u sầu, tình ta thắm lại biết tìm nơi đâu. Đó, trời ơi. Dạ anh xin hết ạ. Rồi hai bạn về ghế ngồi đi nào. Anh đi dạy thì thứ bảy chủ nhật anh có phải đi dạy hay là? Chủ nhật thì chắc chắn là sẽ được nghỉ. Còn thứ bảy thì tùy có công việc thì sẽ dạy phụ đạo học sinh yếu kém rồi, hoặc là bồi dưỡng học sinh khá giỏi gì đó. Làm thì em làm giờ hành chánh hay là có tăng ca không? Công việc của em chủ yếu là làm giờ hành chánh, nhưng mà em thì em muốn xong việc rồi em mới về nên em thường ở lại tăng ca. Bây giờ cái khó nhất là hai bạn nè, một người ở quận 8, một người ở Biên Hòa hẹn hò sao đó. Ví dụ như ngày thứ bảy hay chủ nhật gì em có thể sắp xếp thời gian rảnh được không? Dạ vâng, thứ bảy chủ nhật thì được anh. Được đó, rồi giờ sao? Thì nói chung thì được thì được. Sao thầy giáo rồi được đó rồi sao? Được thì nếu được thì cho nhau cơ hội tìm không hiểu. Không được rồi sao, cơ hội sao? Ta sắp xếp được ở Biên Hòa đó rồi giờ sao nè? Thì em có thể là lên Biên Hòa hẹn hò được. Đúng rồi, phải nói vậy chứ. Mình phải mạnh dạn lên chút xíu mình mới có người yêu. Đây là cái duyên. Thành ra phải bằng mọi giá nha. Tiến tới Biên Hòa luôn. Tiến tới Biên Hòa xong là bắt đầu tiến tới Phan Rang vậy hả anh? Đúng rồi. Đó. Rồi về đó trồng nho luôn. Hai bây giờ nè, em tiến tới nắm tay cô gái coi cảm nhận như thế nào. Nắm hai tay cô gái đứng lên coi nào. Đó. Nhìn nắm hai tay, nhìn nhau đi. Đó Thông, nắm hai tay luôn. Để ta nắm coi sao. Hồi đó giờ cả đời chưa có nắm tay ai đó. Nắm tay thấy sao? Thì nói chung thì cảm giác thì nắm tay bạn nữ ở trên sân khấu này thì em cũng rất hồi hộp và run. Mà thấy, ủa sao buông tay ra rồi?
không có buông tay nóng chặt. Em thấy tay bạn lạnh quá. Vậy mình sưởi đi, nắm lại cho nó chặt, nắm cho bạn ấm, nắm chặt luôn đó. Thấy tay sao là cảm nhận ở đâu, em vuốt vuốt cái tay em cảm nhận coi sao. Đúng là người chưa bao giờ nó yêu cho nó nắm tay giống như nó bụm bụm gì vậy. Nè nè nắm, trời ơi hai cái tay lạnh như đá luôn rồi đó. Đây nè hai cái tay đó, đúng rồi đó, vậy đó. Đây nè, đây nè, đây nè, nắm đường nè, nè nắm siết chặt, bóp chặt tay nhau, lấy cái tay cái rà thôi đó. Nói chung thì bàn tay em rất mềm mại. Đúng à. Lần đầu tiên nè, cái cảm giác một người đàn ông nắm tay mình thấy sao, nói cho anh nghe. Dạ thì em thấy tay anh lạnh đó chị. Tay anh cũng lạnh luôn hả? Nói chung là hai tay hai đứa cũng lạnh hết trơn. Ôi buông nữa. Có buông, nắm hoài đi. Để mình có cảm xúc với nhau phải không? Để mình quyết định thôi chứ gì chứ á. Nắm tay hát đi Linh, rồi, cho bạn hát. Rồi, hát nhìn cô gái. Hát nhìn cô gái hoài. Anh sẽ đưa em về, về với quê hương anh, về với đồng hát. À, rồi rồi, đúng quá, được rồi. Hãy ngồi vào ghế. Detox không khí từ trong ra ngoài. Toshiba. Để tay vào nút bấm các bạn. Nếu chúng ta nghĩ trong đầu là đúng, bấm ngay. Còn nếu như chúng ta nghĩ trong đầu là không phải đâu, không phải đối tượng của mình, mình hãy nhường nút bấm đó cho người khác, không cần phải bấm nút. 1 2 3 Hết thời gian. Mình đã bấm rồi đó. Tôi nghe cái cạch cạch hai bên là tôi thấy rồi đó. Được rồi đó. Trời ơi, tôi cũng mừng cho mấy người á, thiệt luôn á. Mừng cho mấy người á. Các bạn đã hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau nào, bây giờ nắm tay khác. Không phải nắm vậy nữa, mà chúng ta đan cái tay vào với nhau. Đó, đó đây nè. Nè, đó, nè đó. Thông đó. Ui, đau quá, cái nhẫn ngọc xoàng đau quá. Đừng buông tay nhau trong cuộc sống này. Hãy cùng nắm chặt tay để vượt qua những giông bão, để vượt qua tất cả mọi khó khăn vất vả, để đến với nhau trong suốt cuộc đời nhé các bạn nhé. Đến đây chương trình thì gặp được bạn Thu Vinh và cũng đồng ý hẹn hò, thì em mong thì thời gian tới thì sẽ có thời gian tìm hiểu Thu Vinh, và nếu thích hợp và phù hợp với nhau thì sẽ tiến tới hôn nhân xa hơn nữa, đúng không? À, tiến tới xa hơn. Đúng rồi. Và bây giờ xin phép hai bác cho đặt nụ hôn đầu tiên cho Thu Vinh. Cho con xin phép hai bác được hôn Thu Vinh. Biết không? Cái này chắc biết anh. Mày biết ạ. Mày biết à. Hai bên luôn, bên kia nữa. Nụ hôn đầu tiên nó quan trọng lắm. Hôn lâu lâu chút xíu. Để nguyên. Anh Quyền Linh anh vui quá đó Vinh. Dạ. Thấy không, anh vui quá đó. Thật sự anh thấy các bạn bấm nút với nhau anh rất là vui. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Gửi tặng đến bạn nữ bộ 3 sản phẩm kem nền đến từ thương hiệu Vanessa Carrer. Vanessa Carrer là thương hiệu mỹ phẩm trang điểm Hàn Quốc được chiết xuất từ hồng sâm, mang đến cho bạn một lớp nền hoàn hảo với những trải nghiệm ưu việt. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một bình thủy điện BLK30FLVKTVN. Hẹn giờ đun tiết kiệm điện năng, hệ thống bơm rót nước điện tử, màn hình hiển thị LCD, cảm biến cạn nước, chế độ tự vệ sinh bình. Chúc các bạn hạnh phúc. Quá trời hồng, hồng đỏ tắm, hồng tình yêu đó em. Này mốt á, thầy giáo đi mua hoa tặng bạn gái phải đến bao nhiêu bông nó có ý nghĩa nha. Bây giờ đây là về đọc thơ ha. Đọc thơ xong rồi mai mốt làm toán đưa cho cổ đọc. Rồi chúc hai em hạnh phúc nghe. Dạ, cảm ơn. Đây, tiếp này.